Không cần ăn thịt, cơ thể vẫn đủ chất đạm Người nào muốn sống thọ và khỏe hãy đọc ngay Nếu không ăn thịt, cá thì cơ thể có nạp đủ lượng protein cần thiết không? Câu hỏi mà nhiều người đang thắc mắc sẽ được giải đáp ngay dưới đây Người ăn chay sống lâu hơn người ăn thịt Các nhà khoa học tại Bệnh viện Đa Khoa Massachusetts Mỹ và trường Y thuộc Đại học Harvard đã thực hiện một nghiên cứu theo dõi hồ sơ sức khỏe và chế độ ăn uống của hơn 130.000 người trưởng thành trong 32 năm. Họ muốn tìm sự ảnh hưởng của các protein chất đạm, thực vật, các loại hạt đậu, chất đạm động vật, thịt đỏ, cá, thịt trắng, trứng, các sản phẩm từ sữa đến sức khỏe con người. Trong quá trình nghiên cứu, các tình nguyện viên điền vào bảng câu hỏi về việc tiêu thụ hàng ngày những loại protein động vật và thực vật. Các nhà khoa học phát hiện ra mối quan hệ giữa hàm lượng protein nạp vào cơ thể và nguy cơ tử vong, đặc biệt ở những người có những hoạt động không lành mạnh khác bao gồm hút thuốc lá, uống rượu nhiều, béo phì hoặc ít vận động. Theo đó, Mỗi người cứ dung nạp tăng 3% calo từ protein thực vật thì nguy cơ tử vong giảm 10%. Con số này tăng lên đến 12% đối với nguy cơ tử vong vì bệnh tim. Ngược lại, cứ tăng 10% protein động vật trong chế độ ăn sẽ dẫn đến tăng 2% nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân và tăng 8% nguy cơ tử vong vì bệnh tim. Còn nếu không dung nạp được đạm thực vật, bạn có thể ăn trứng để giúp giảm 19% nguy cơ tử vong. Tại sao protein từ động vật lại liên quan tới nguy cơ tử vong và protein từ thực vật giúp con người sống lâu hơn hiện vẫn là một bí ẩn? Tiến sĩ Myung Song, trưởng nhóm nghiên cứu của Bệnh viện Massachusetts cho biết Từ kết quả này, chúng ta sẽ cân nhắc ăn nhiều protein thực vật hơn protein động vật Và với các nguồn protein động vật thì cá và thịt gà có lẽ là những lựa chọn tốt hơn Tiến sĩ Song khuyến cáo Theo thống kê, người Anh theo chế độ ăn chay ngày càng nhiều và tăng 360% trong thập kỷ qua. Họ loại bỏ tất cả các sản phẩm động vật ra khỏi chế độ ăn, bao gồm thịt, sữa và các sản phẩm khác được chế biến sử dụng sản phẩm động vật. Nghiên cứu này được công bố trên tờ JAMA Internal Medicine vào tháng 8 năm 2016. Điều gì sẽ xảy ra khi bạn ngừng ăn thịt? Trước kết quả nghiên cứu trên, chúng ta đã thấy được những lợi ích to lớn của việc